lông đền gia công theo yêu cầu, có thể gia công theo nhiều kích thước khác nhau. Thì sản phẩm này kích thước là 23.64 mm, tương đương với 24. Đường kính lỗ trong là 6 mm, có thể sử dụng cho các bu lông M6. Độ dày của thép là 0.84 mm, tương đương với 0.8 mm. Thì sản phẩm này được xi mạ đen, có thể gia công xi mạ kẽm 7 màu hoặc giả cổ theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo chi tiết không có ba vớ. Sạch sẽ. Đúng không? Ủa, cái bên thôi.